Dạ. Tất những thứ siêu âm công nghệ không nên uống. Tất một là cà phê trong sơ cồ cay các bạn. Hồi nãy mình thấy giảm giá các bạn. Mình vào mình mua ly đây. Size M. Vô mình mới có khai ngậm. Nó tới công chuyện liền các bạn. Ok, mình mới nhận được một đơn giao hàng. Bây giờ là mình thấy nhức nhức cái bụng rồi đó. Kiểu như các bạn biết cảm giác đâu. Kiểu như các bạn phải kiềm chế các bạn. Hít thật sâu à. Wow, đây là đô thị mới ở bên quận 2. Cuối cùng nó cũng mở cửa rồi. Mình là người mở bát luôn rồi. Wow. Rồi giờ vô đây kiếm đường là quá trời đã luôn. C02. Wow, C luôn à. Đây là khu đô thị mới bên quận 2 nha các bạn. Đây rồi chị, đây rồi chị, đây. Em đây chị ơi, em đây chị ơi. Dạ. Bên kia trả, chị trả. Mình 16 nha chị. Let's go. Khu bên này thì nhà vẫn chưa có nhiều người ở đó các bạn. Vẫn đang cho thuê rất là nhiều. Wow. Bây giờ mình có cảm giác nó kỳ kỳ rồi đó các bạn. Còn tầm 30 mét nữa. Let's go. Đường rất là chậm các bạn. Hay nói hẳn ra là ế vãi cứt. May mà nó vừa mới nổ cho mình một đơn nè. Nói chung là dạo này chạy khá là chán á. Đơn này là đơn chở người. Nhưng mà người ta giao hàng. What the hell, what the hell. Cái đường này nó dằn ghê thiệt chứ. Châu Đặng Văn Bi đúng không chị? Thì bên kia trả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Một cái cặp. Chắc là sáng anh này đi làm quên đem cặp. Mình nghĩ đoán là vậy á. Chứ sao nữa đúng không? Giống như xưa mình đi học mình cũng hay để quên cặp đó. Dạ yeah, đúng rồi. 22.000 nha. Theo hai không? Dạ.
Mình mới nhận được một cút gô nữa nè mọi người. Hồi nãy giờ mình đứng đây nó không nổ, mình vừa chạy ra đầu hẻm cái nó nổ cái bèo. Dạ đúng rồi. Ủa mình chạy gô mà ta, sao cứ kêu gắt hoài vậy? Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ, giao chở hàng không? Nhận đơn của Tuyết Lê không? Không chị ơi. Không. Không à. Trời em hết hồn. Ủa? Dạ tủ lạnh mà đặt xe máy hả? Thấy chưa, mình biết đây là hủy mà. Chưa một hai đúng không chị? Không phải à? Cái gì thế? Bắt gô á chị? Chị bắt gô đúng không? Chị đi quận 2 đúng không? Hình như nó hơi nhiều đúng không ta? Có xe hả? Có xe không? Không có ai bắt xe luôn. Đúng rồi, trời. Quên. Nãy thấy Nguyễn Hoàng Phi rồi. Luôn. Có tiền lẻ không? Có 4.000. Có ngàn không? Có ngàn anh nói lại 5.000 cho dễ. Ý là giờ em muốn đưa 4.000 hay đưa 1.000. Hỏi tôi. Hả? Mới đi xong em nhức đầu á.